Chào và chúc anh em một ngày an lành. Không biết anh em hôm qua có ngủ ngon không? Chứ tôi thì thao thức suốt vì thấy sướng quá nên là cũng dậy sớm để làm tin phục vụ anh em luôn. Sau đây là những tin chính. Những điểm nhấn ấn tượng khi MU khởi đầu tư bừng. Tiết lộ những gì Solskjaer đã nói với Pogba trước trận đấu. Bruno mang bóng hat-trick về cho vợ. Đại diện của Camavinga lên tiếng. Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Những điểm nhấn ấn tượng khi MU khởi đầu tương bừng. Manchester United đã bắt đầu một giải Premier League theo cách không thể tuyệt vời hơn khi đã đánh bại Leeds United với tỷ số 5-1 tại Old Trafford vào một buổi chiều cực kỳ mãn nhãn với khán giả. Sau đây là những điểm nhấn ấn tượng từ trận đấu này. Đầu tiên là Varane chính thức ra mắt. Nhiều ngày trôi qua mà không có thông báo chính thức nào khiến cho một số cổ động viên cảm thấy lo lắng về thương vụ Raphael Varane. Nhưng rõ ràng, ban lãnh đạo MU đã có những tính toán của mình khi Varane được ra mắt trước gần 8.000 cổ động viên cuồng nhiệt ngay trước khi tiếng còi khai cuộc Premier League bắt đầu. Thứ hai là chiếc xúc tác mang tên Raphael Varane. Vai trò của bảo hậu đồng bom tấn Raphael Varane đối với Victor Yelop được phân tích rất nhiều suốt mùa hè năm 2021. Điều này cuối cùng cũng thành hiện thực ngay ở trận mở màn tại Old Trafford. Trước trận đấu, trung vệ người Thụy Điển là nỗi lo khi được xem là mắt xích yếu nhất ở hàng phòng ngự. Dẫu vậy, trong ngày Varane chào sân Old Trafford, Yelop đã chơi cực kỳ ổn định, tỉnh táo, đồng thời có pha kiến tạo cho Bruno lập hat-trick trong hiệp hai. Thứ ba là Bruno vẫn đẳng cấp như bình thường. Bruno Fernandes vẫn cho thấy việc ghi bàn với anh là dễ nhân kẹo khi ghi hat-trick đầu tiên tại Premier League mùa này sau những pha chạy chỗ kinh điển và dứt điểm đỉnh cao. Bruno không thường xuyên được thi đấu dưới bầu không khí rực lửa bởi cổ động viên ở Old Trafford, nhưng rõ ràng anh ấy rất thích thú khi được tỏa sáng trong bầu không khí đó. Trong mùa giải này, chắc chắn anh ấy sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trước sự cuồng nhiệt trên khán đài. Tiếp theo là đẳng cấp của United đã trở lại. Bàn gỡ hòa tuyệt đẹp của Luke Erling ngay đầu hiệp 2 làm rung chuyển Man United, nhưng Quỷ Đỏ đã đáp trả một cách hoàn hảo khi không hề có dấu hiệu của sự căng thẳng. Để rồi bàn thắng của Mason Greenwood đã đến ngay sau đó cùng những pha lập công tiếp theo của Bruno và Fred. Điều đó cho thấy đẳng cấp của nhà vua đã trở lại. Điểm nhấn tiếp theo là ảnh hưởng lớn của Pogba. Một Pogba đã đi vào lịch sử câu lạc bộ khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 4 pha kiến tạo trong một trận đấu tại Premier League. Đá trong vai trò tiền vệ cánh trái, Pogba đã có ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu, cũng như thể hiện đẳng cấp thế giới với những pha chuyền bóng hoặc giữ bóng của mình. Trong bối cảnh những nghi ngờ về tương lai của anh ấy vẫn còn, cách tốt nhất để Pogba trả lời là hãy tiếp tục thể hiện những màn trình diễn như thế này. Tiếp theo là McTominay khẳng định mình là ông chủ tuyến giữa. Scott McTominay đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Tiền vệ trẻ của Man United không chỉ hỗ trợ hàng phòng ngự hiệu quả với những tình huống đánh chặn và tranh chấp thành công, anh còn quán xuyến tốt khu vực giữa sân với khả năng điều phối và thoát pressing ấn tượng. Đáng chú ý ở màn tỷ số của Bruno, chính McTominay là người đã có đường truyền vượt tuyến đến chân của Pogba trước khi tiền vệ người Pháp kiến tạo cho cầu thủ số 18. Cuối cùng là Sancho ra mắt. Phút 74 của trận đấu, khi mà tỷ số đã là 5-1, Jadon Sancho đã có màn chào sân Old Trafford. Anh mang lại sự hứng khởi rất lớn cho các cổ động viên trên các khán đài. Mặc dù kể từ khi vào sân, đất diễn của Sancho không còn nhiều khi Manchester đã làm giảm nhịp độ trận đấu xuống, nhưng chắc chắn anh sẽ tỏa sáng trong những trận đấu tiếp theo. Trên đây là những điểm nhấn ấn tượng từ trận đấu mà MU đã dẫm nát hoa hồng. Anh em thấy còn những điểm nhấn ấn tượng nào nữa thì góp ý dưới phần bình luận nhé. Tiết lộ những gì Solskjaer nói với Pogba trước trận. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Na Uy đã tiết lộ những gì ông đã nói với tiền vệ tài năng của mình trước trận đấu. Huấn luyện viên Solskjaer nói với BT Sport, thông điệp hôm nay chỉ là hãy ra ngoài và tận hưởng bản thân. Anh ấy đã có 45 phút trước Everton. Đó không phải là những gì tốt nhất của Pogba. Nhưng hôm nay, chúng tôi cho anh ấy sự tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào trên sân mà anh ấy muốn. Tôi muốn anh ấy tham gia thật nhiều vào việc triển khai bóng. Solskjaer nhấn mạnh thêm rằng câu lạc bộ tin tưởng chắc chắn vào cầu thủ người Pháp, người được coi là một trong những trụ cột trong chiến thuật của MU, đồng thời ca ngợi màn trình diễn của anh ấy trước Leeds. Tất cả những cầu thủ giỏi nhất đều muốn cảm thấy sự tin tưởng của ban lãnh đạo đối với họ. Paul là một trong những cầu thủ có thể tạo ra những điều đặc biệt từ con số 0. Anh ấy trông rất khỏe và tôi rất ấn tượng với thể lực của anh ấy. Đó là một dấu hiệu rất tốt. Những lời nhận xét tích cực từ huấn luyện viên Solskjaer chắc chắn sẽ là một sự khích lệ tuyệt vời cho Paul Pogba để anh ấy tiếp tục tỏa sáng và gia hạn ở lại Old Trafford. Lý do Sancho ra sân từ ghế dự bị. Cổ động viên MU đã rất háo hức muốn được chứng kiến Jadon Sancho ra sân ngay từ đầu trong trận đấu gặp Leeds. Tuy nhiên, huấn luyện viên Solskjaer đã quyết định bố trí Daniel James
án ngữ bên phía hành lang cánh phải. Ở vị trí trung lộ, thay vì Anthony Martial thì Mason Greenwood có được suất đá chính. Trao đổi với BT Sport, huấn luyện viên Solskjaer đã tiết lộ lý do để cả Martial lẫn Sancho ngồi dự bị. Ông nói, Martial cố gắng lấy lại thể lực, có vẻ như cậu ấy thực sự muốn quay trở lại. Nhưng Martial mới chỉ ra sân 45 phút kể từ tháng 3, thế nên thật không công bằng cho bản thân Martial nếu cậu ấy phải đá chính ngày hôm nay. Với trường hợp của Sancho thì còn quá sớm để cậu ấy ra sân ngay từ đầu. Sancho đã trải qua những ngày nghỉ sau Euro, cậu ấy cũng bị ốm và mới tập luyện cùng chúng tôi được 4 ngày. Thế nên là chưa đủ để chơi trọn vẹn 90 phút trước Leeds, bởi vì Leeds sẽ cho chúng tôi một thử thách về thể lực. Nhưng Sancho cho thấy anh đã sẵn sàng để ra sân và tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu tiếp theo. Bruno mang trái bóng hat-trick về cho vợ. Lá bùa hộ mệnh của Manchester United là không thể cưỡng lại khi Quỷ Đỏ hạ gục Leeds United với tỷ số 5-1 tại Old Trafford trong một khởi đầu mùa bóng đầy sôi động. Đây là cú hat-trick đầu tiên của Fernandes cho Manchester United và bạn có thể thấy nó có ý nghĩa lớn như thế nào đối với anh ấy khi trong cuộc phỏng vấn sau trận, Bruno luôn ôm chặt lấy trái bóng dành cho người ghi được từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu. Sau đó, Fernandes đã chia sẻ hình ảnh anh ấy mang quả bóng về nhà cho vợ với lời hứa rằng nó sẽ được để ở một chỗ đầy tự hào trong phòng khách của mình. Bruno thậm chí đã được các đồng đội của mình ký tên kín mít trên quả bóng đó. Trong buổi phỏng vấn sau trận, Bruno cũng gửi những lời chúc mừng tới người đồng đội mới Varane. Fernandes nói với MTV: "Như mọi người đều biết, anh ấy là một cầu thủ lớn và khi bạn đến với câu lạc bộ này, bạn phải tạo ra tác động. Tôi nghĩ Rafa đã sẵn sàng. Anh ấy đã chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Anh ấy đã giành được rất nhiều danh hiệu và anh ấy đến đây để giúp chúng tôi trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ giúp đỡ được thêm cho cả Victor Lindelof, Harry Maguire hay Phil Jones. Tất cả chúng tôi sẽ giúp anh ấy hòa nhập với câu lạc bộ. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ tất cả mọi người và ngay cả gia đình Sancho cũng vậy." Đại diện của Camavinga lên tiếng. United được cho là rất quan tâm đến Camavinga vì anh ấy phù hợp với mong muốn có được một tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ. Tuy nhiên, đại diện của Camavinga, Jonathan Barnes cho biết khách hàng của ông sẽ không vội vàng đưa ra quyết định. Barnes nói với Madrid Digital của Real thông qua phóng viên bóng đá Fabrizio Romano: "Vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định về tương lai của cậu ấy." Bình luận này của Barnes xuất phát từ việc huấn luyện viên Bruno Genesio của Real kêu gọi cầu thủ này phải giải quyết tương lai của mình sau màn trình diễn tệ hại trước Lens tuần trước. Genesio nói: "Tôi nghĩ có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu ấy. Camavinga đã không thể hiện hết tiềm năng của mình. Đôi khi mọi thứ xảy ra trong đầu bạn có nghĩa là đôi chân của bạn sẽ không hoạt động tốt. Bây giờ, lời giải thích duy nhất là Camavinga phải giải quyết tình hình của mình." Qua những lời phát biểu của đại diện đến từ Camavinga, có lẽ mùa hè này, tài năng trẻ người Pháp vẫn sẽ ở lại Rennes để phát triển thêm sự nghiệp của mình. Lingard muốn tới West Ham. Việc không thể cạnh tranh suất đá chính tại Man United đã khiến Jesse Lingard phải chuyển đến đầu quân cho West Ham vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm ngoái theo dạng hợp đồng cho mượn. Trong áo đội bóng phía đông London, chân truyền người Anh có bước chuyển mình mạnh mẽ và có phần quan trọng vào hành trình giành tấm vé dự Europa League của câu lạc bộ. Chính màn lộ sắc ngoạn mục này đã giúp anh nhen nhóm hy vọng trở về và đá chính thường xuyên tại Old Trafford. Vào giai đoạn tiền mùa giải, đích thân huấn luyện viên Solskjaer cũng khẳng định Lingard sẽ là một phần trong kế hoạch của câu lạc bộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Hammer News, viễn cảnh đầy mơ mộng dành cho ngôi sao 28 tuổi đã nhanh chóng tan vỡ. Nhật báo trên cho hay, dù Man United đảm bảo sẽ không bán Lingard, nhưng đồng thời cũng từ chối trao cơ hội ra sân thường xuyên cho anh, vì vẫn còn đó Bruno, Pogba hay Van de Beek. Chính vì vậy, Lingard quyết định liên hệ lại với West Ham để bàn về cơ hội tái hợp với đội bóng này. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho huấn luyện viên David Moyes, bởi vì từ lâu, vị chiến lược gia người Scotland đã bày tỏ sự mến mộ dành cho cầu trò cũ. Daily Star cho rằng nếu muốn chiêu mộ Lingard, có thể West Ham phải chuyển vào tài khoản của Man United số tiền 20 triệu bảng. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.